Trong rất nhiều những người phát nguyện bộ hành cùng thầy Minh Tuệ trọn đời thì Minh ấn tượng nhất là huynh Thích Tự Do và huynh Minh Không. Hôm nay thì hữu duyên gặp được hai huynh đang ngồi cùng một chỗ, thì Minh mời tất cả quý cô chú anh chị cùng Minh trò chuyện. Rồi hôm nay lại bất ngờ gặp lại sư huynh Thích Tự Do nha cả nhà. Và sư huynh Minh Không luôn. Tự Do đó. Nay anh Thích Tự Do là sư huynh đã đổi một bộ y màu khác rồi. Nên đi ngoài đường có nhiều cô chú chưa có kịp bắt nhịp, không có nhận ra, hỏi là bữa nay đi đâu không thấy. Đó, bữa nay cả nhà thấy rồi đó. Nãy giờ đi tìm sư huynh, cuối cùng tìm được rồi, mừng quá. Để mình sẽ đi qua trò chuyện với sư huynh Minh Không một chút xíu. À, cảm ơn anh. Dạ, để chào sư huynh nha. Cái chân sư huynh hết đau chưa? Sưng. Bữa nay sư huynh có đi dép lại chưa? Đi dép. Dạ. Trong đây là thấy hôm bữa đệ có coi được một cái đoạn video á, người ta quay á, sư huynh với sư huynh Thích Tự Do dọn rác á, nhiều cô chú vô bình luận nói là gặp cái hình ảnh đó là người ta không kìm được nước mắt luôn. Yeah. Rồi bây giờ là cuộc sống đi theo thầy Minh Tuệ là của sư huynh đã, mình đã quen chưa ha? Cũng quen rồi, giờ chỉ mình tập chịu cái tập cho quen cái mà đi á, đi tập cho quen cái chân trước cho nó không có còn mà e nhất gì nữa, đi mình mới học thêm mấy cái khác. Chứ giờ đâu có, chưa này chưa xong rồi mình đâu có học được cái gì nữa. Để thường hay nghe một cái từ là kham nhẫn đó, thì không biết sư huynh có thể chia sẻ về cái từ đó cho đệ với mọi người biết không? Đệ thường hay nghe các sư huynh với thầy thường hay nói á, lúc mà có chuyện gì đó mọi người hay nói là kham nhẫn và hoan hỷ đó. Bữa nay nhờ sư huynh chia sẻ một chút xíu nha. Thì kham nhẫn và hoan hỷ thì cái đó ai cũng biết cả, bất cứ ai cũng biết. Dạ. Nhưng mà đòi hỏi người ta có làm hay không đó. Dạ. Chứ đứa nhỏ ai cũng biết thôi. Dạ. Cái đó thì khỏi cần phải nói. Dạ. Dạ. Cái đó dễ mà. Người nào cũng có thể kham nhẫn được. Cái đó thì tùy theo người thôi. Chứ bây giờ ví dụ con đây con nói là con có thể kham nhẫn nhiều, hay là con có thể được này kia đi, nhưng mà lát ra hoài rồi không kham nhẫn được thì cũng như không. Dạ. Dạ. Để sư huynh Tự Do mai y nè cả nhà. Rồi sư huynh đã may được mấy bộ y rồi? Hẳn chưa có may, đợi cho rồi nó bớt đau, cũng như có cái mẫu này mình mặc rồi á. Yeah. Với sạn mẫu dưới rồi. Yeah. Để may tép, may đồ đựng rồi này kia, đựng đồ chứ. Yeah. Từ từ mới may. Mấy bữa giờ là sư huynh đã, mình đã học được những gì, sư huynh có thể chia sẻ một chút xíu cho mọi người biết không ạ? Không có học cái gì. Không học gì chưa? Đi cái này là chỉ bỏ đi thôi chứ không học. Mình bỏ đi rồi bắt đầu mình bỏ đi cái ngạo mạn của mình. Dạ. Bỏ đi đố kỵ, bỏ đi ganh ghét, bỏ đi tham sân si. Dạ. Mạng nghi tà kiến, bỏ đi âu lo chắc trở. Dạ, bỏ đi những cái tạp âm trong nội tâm của chính mình, tìm lại cái an tịnh á. An tịnh như hồi lúc bé thơ mà sống với mẹ hay gia đình gì đó. Dạ. Lúc đó mọi người đều an tịnh. Hồn nhiên là thầy. Dạ, nó hồn nhiên. Dạ, hồn nhiên. Quay về với tự tâm mình. Dạ. Tìm lại cái đó thì giờ chỉ bỏ đi bớt nặng tìm lại thôi, chứ giờ không có học thêm cái gì. Rất ý nghĩa luôn á cả nhà. Mà cái trong cái lúc mà sư huynh bộ hành á, là đệ cũng có theo dõi để xem, mà đệ thấy sư huynh đi một cách rất là giống như là an nhiên, rất là nhanh luôn. Không biết là có cái bí quyết gì không, sư huynh chia sẻ nha. Không, thì đi thì nó thấy nó cũng vậy thôi. Tại mình đi mình đâu có biết được tướng của mình đâu. Hay là mình đi mình còn có biết được nó nhanh hay chậm á. Nhưng mà nếu mà trung bình đi thì thấy nó cũng đi theo đoàn đi vậy á. Mà dò rồi không đau nha, thì đi thì ngon lành luôn, không có ngán cái đi. Đi thấy nó cũng khỏe lắm. Dạ. Không có ngán cái đi càng ngày càng thấy nó hấp dẫn thôi. Nhưng mà có cái dò đau rồi mình ngán á, nó làm cho mình ngán. Rồi những khi mà trời mưa thì bà con rất là lo lắng. Bà con không biết là mấy sư huynh đi như vậy thì trời mưa nó ảnh hưởng như nào tới cái việc của mình á. Trời mưa thì cũng đâu có gì đâu. Dạ. Dạ. Ví dụ trời mưa mình đang đi mệt, trời mưa cái bắt đầu xuống cái hai cái phà hòa nhau á, khỏe lại. Dạ. Còn như nước mưa nó làm ướt y áo của mình á, rồi nó sẽ làm cho mình bị cảm, bị bệnh thì sao hả sư huynh ơi? Ướt thì ví dụ mà tùy theo trường hợp, tùy có ứng biến thôi, ví dụ. Dạ. Mà tùy sau lúc. Dạ. Ví dụ lúc nào có gió mạnh thì nó khỏi mau khô thì mình đỡ, còn không ấy thì mình lọt ra mình phơi, mình kiếm cái giải cám mình tràn vô. Dạ. Rồi bữa giờ như mấy sư huynh đi vô cái mấy khu rừng tràm á, mũi nó chích nhiều không? Bà con hỏi gì đó? Không, tại vì vô tới đó là mấy người Phật tử á, người ta đã dọn dẹp hết ráo rồi, nói chung còn có mũi nào đâu. Dạ. Có một hai con thôi. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Bữa nay là nhờ cái phước của họ. Dạ. Tiền đó kia đi thay á. Dạ, cảm ơn sư huynh Minh Không nha. Dạ.
Đó, tôi tự do lúc nào cũng cười không nha. Đây cô chú thì trước mặt hẹn là sư tự do. Xin lỗi sư là sư Minh. Sư Minh gì ạ? Dạ cô Minh Không. Minh Không. Là sư mặt hẹn là sư Minh Không nha cả nhà. Sư thích tự do cả nha. Sư thích tự do lúc nào cũng cười nha cả nhà. Đó. Lúc nào cũng cười tươi hết. À, sư cho con hỏi cho sư này nào thì con không biết nha. Sao là mình đặt là sư thích tự do là sao sư? Dạ thì tính vẫn tính sự tự do. Dạ. Dạ. Tính sự tự do thoải mái. Dạ rồi. Dạ. Vô tư thoải mái. Dạ. Sư rất là nổi tiếng là ai cũng thích sư, là sư nói là về sư thích tự do hỏi hoài à. Để con bữa nay con mới được trò chuyện với sư á. Dạ. Năm phần thích sư là năm phần thích cái tên, thích tự do là nghe nó phái cái dạ. Nó dễ kêu. Để lúc nào sư cũng cười chứ. Dạ. Sư thích Minh Không không? Mình thích Minh Không là như là mình buông bỏ hết hay sao chứ? Dạ. Là ông ghi cũng không hết em. Bữa nay quay cận cảnh sư huynh thích tự do may đồ cho cái này con nhà may nha. Không mà để biết đó là không thôi. Dạ, cận cảnh luôn nha. Cũng như mình vẽ chỗ không trước mắt mình nhìn mình thấy chỗ không. Dạ. Mình chỉ biết đó là chỗ không chứ không phải là không, là không có gì hết. Dạ. Nhà sư thích tự do giờ này đang may nha cả nhà. Cái này rồi, lúc mình may này là mình có học không sư thích tự do? Hay là mình tự may thôi. Ở nhà con cũng không vừa nào hả? Cũng có khâu rồi ha. Dạ. Rồi mấy cái quải này là sư nhặt hay là sao sư? À vâng, cái này có nhà từ ở ngoài đường. Dạ. Dạ vâng. Dạ, con này con mười rồi chứ. Dạ. Này con mười. Này con mười. Dạ. Cái này là bà con bà con vườn. Vườn á. Kiểu cũng là người có nhà ở ngoài đường á. Dạ. Chứ đầu tiên thì cũng có bà con may. Như có vải sẵn đấy. Dạ dạ. Dạ vâng. Thì chúng con khâu nhưng mà cái đấy thì chúng con mặc một thời gian là chúng con phải xả đi. Dạ. Rồi nhặt về, tự nhặt về chính. Dạ. Tất cả đều không hết. Dạ. Không cái gì cũng không. Dạ. Không giận không hờn không trách hay sư ha. Dạ. Dạ. Như là vậy. Không như tột là không. Gọi là cái không là. Dạ. Là không ngã về không. Dạ. Không như dạ. Tột luôn, không như sầu luôn không. Dạ. Không đó là gọi là ngã về không. Dạ. Dạ. Dù mình phiền não nhiều quá mình lấy mọi thứ mình ngã gì đó cho nó dạ. Dẹp tan đi những phiền não. Dạ. Thì hồi trước cũng có phiền não á, mỗi lần phiền não thì mình lấy cái đó mình dẹp tan phiền não của mình. Ôi, mọi thứ nhìn thế gian này có gì đâu rồi vậy đó, cũng hiện hữu rồi nó cũng sẽ tan biến đi thôi, mọi thứ đang biến ngay trước mắt. Hãy lăn nha cả nhà.